Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc sắm cho gia đình bạn một chiếc máy sấy và bỏ ngay thói quen phơi đồ lộ thiên sau khi xem case study này. Thói quen phơi đồ lộ thiên dưới ánh sáng mặt trời sẽ tốt hơn là một trong những rào cản cực kỳ lớn để Bosch có thể bán được sản phẩm máy sấy của mình. Và để thuyết phục người tiêu dùng ở Trung Quốc cho chuyện là hãy sử dụng máy sấy, họ đã có một chiến dịch cực kỳ là xuất sắc. Chiến dịch nó mang tên đừng phơi tất cả sự riêng tư của bạn. Bosch đã hợp tác cùng với lại một influencer nổi tiếng ở Trung Quốc tên là Bidao để cùng làm thám tử. Và Bidao đã dựa trên tất cả những hình ảnh chụp ngẫu nhiên, ban công cũng như là những nơi phơi đồ lộ thiên của các gia đình Trung Quốc và phân tích tìm ra được nguồn gốc cũng như là trường học của con cái và phân tích rất đúng về gia đình đó. Và điều này đã làm cho mạng xã hội của Trung Quốc thảo luận rất là nhiều về quyền riêng tư. Với cách làm này thì Bosch đã tạo ra một hiệu ứng cực kỳ lớn, doanh số thì đã tăng với một con số kỷ lục, tăng tới 436% so với tháng trước.